Vâng, lại chào các bác. Hôm nay một cái mặt hàng quen thuộc của bên em vừa mới về. Một cái dòng kéo cao cấp mà các bác trên cả nước các bác đều yêu quý cái dòng kéo top này nhá. Một cái dòng kéo Đài Loan cao cấp. Thì hàng vừa mới về em lại giới thiệu luôn để gửi tới các bác đang có nhu cầu dùng cái mẫu kéo cắt cành trên cao này. Thì với cái mẫu kéo cắt cành này, đây là mẫu kéo 3m nhá. Một mẫu kéo thích hợp nhất đối với tất cả các bác làm vườn. Đây là cái phần tay cầm của chiếc kéo này, nó bằng nhựa Đài Loan nhá. Dòng kéo Đài Loan cao cấp, nhựa của nó là nhựa Đài Loan. Một cái dòng nhựa mà chỉ có ở dòng kéo đắt tiền mới có được cái mẫu nhựa này. Đây. Thì với chiếc kéo này vượt trội ưu điểm của nó là cái phần của nó có một cái tay cầm như các bác nhìn đây. Cái này là cái điểm tựa để khi các bác cắt cây trên cao thì cái này là phần lắm để cho các bác sẽ giữ chắc hơn nhá. Đây là cái ống nhôm hợp kim của cái thân chiếc kéo. Một chiếc kéo cao cấp để dành cho các bác hái tất cả các loại trái cây ở trong vườn. Thì thời điểm này thì nhãn đang chín, bưởi đang sắp chín rồi. Chắc chắn là các bác cũng đang cần một cái mẫu kéo cắt cành như thế này để gấp quả trên đỉnh ngọn. Một chiếc kéo hữu ích như thế này thì các bác không cần phải lo bắc thang hay là bắc ghế đấy nhá. Các bác chỉ cần đứng dưới gốc và vặt những quả ngon ở trên ngọn thôi. Đấy, đi theo chiếc kéo thì được một tặng một chiếc lưỡi cưa vô cùng là sắc bén đây. Đấy thì đây là cái lưỡi xoáy của cái xoáy ra để lắp lưỡi cưa nhá. Một chiếc kéo cao cấp như các bác nhìn đây. Cái nhựa này thì chỉ ở dòng kéo Nhật, như những cái dòng kéo mà em quảng cáo cao cấp mới có cái nhựa tốt như này nha các bác nhá. Lưỡi gắp của nó đây. Đấy, rất chi là đặc biệt. Thì đây là dòng kéo top nhá. Một dòng top mà bên cơ sở em có tất cả những loại kìm kéo cưa. Với cái dòng này thì trọng lượng của nó rất chi là nhẹ, các bác sử dụng rất dễ. Nó chỉ độ khoảng 1,3 cân thôi. Giúp bác trai dùng cũng dễ mà bác gái dùng cũng dễ. Đấy, một cái dòng kéo này là dòng kéo 3m nhá. Đấy, em cũng vừa chi tiết để các bác nhà mình được tham khảo. Bởi vì đây là một cái dòng cao cấp và nó có giá cực kỳ là hợp lý. Hàng Đài Loan nguyên bản. Thì đơn vị em là một đơn vị chuyên cung cấp số lượng nhiều, giá sẽ tốt nhất để gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và với tất cả những cái dòng kéo cắt cành trên cao nhá, bên shop sẽ gửi bao ship tới tận tay các bác với giá tốt nhất luôn. Khi các bác mà xem được cái video này đang cần muốn tham khảo thì hãy alo trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính em chuyên cung cấp về tất cả những cái mẫu kìm kéo cưa, những cái dụng cụ về đồ top, đồ cao cấp nhất đấy ạ. Đấy, các bác nhìn đây, chi tiết nhá. Em sẽ bỏ riêng một chiếc này ra để cho các bác nhìn này. Đấy, một chiếc kéo top thì nó sẽ như thế này. Khi các bác nhận về, chiều thu về là 1m8, chiều kéo ra là 3m. Một dòng kéo cao cấp nhá. Thì em cũng vừa chi tiết với các bác cái mẫu kéo cắt cành trên cao của bên em. Cái mẫu này thì các bác có thể vặt được tất cả các loại trái cây từ 2,5 kg trở lại. Bòng, bưởi, gấc, thậm chí là quả mít vừa độ 2 kg nhé. Trên 2 kg một tí cũng cắt được. Đấy, và cắt ở độ cao là 5m. Sử dụng rất chi là dễ. Về các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải lắp ráp, không cần phải gì cả. Bên shop thì khi các bác mua về mà chưa hiểu thì có thể kết bạn Zalo với em trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0869054295. Số điện thoại đó có Zalo nhé. Các bác hãy kết bạn với em để xem tất cả những mẫu trước khi đặt hàng. Và khi đặt hàng về và có gì mà khúc mắc thì có thể nhắn tin lại với bên shop. Em sẽ tư vấn các bác và ví dụ như là các bác rút lẫy các thứ nó chưa vào lẫy mà các bác chưa biết, các bác có thể gọi điện trực tiếp. Em sẽ hướng dẫn các bác làm nhé. Và thêm một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.